Con ăn nho đi. Ăn đi cho. Ăn nho. À con ăn nho nhỉ. Con cắn, cắn. Cắn phục. Ăn rồi con sức khỏe đi xuống dưới bà chơi. Cắn phục. Được rồi, được rồi, được rồi. Để ăn đi. Con ăn đi. Để ăn đi. Cứ tay vào mồm. Con ăn không? Đi con. Em đừng khóc nữa. Ừ đúng rồi, em đừng khóc nữa. Cái gì con? Ơi. Không ngậm tay nữa mẹ đánh. Sao con? Ôi à. Sao con? Yêu. Ôi con sao? Bà lấy bạc là ai đấy? Hai quả này thua. Thế à? Thế thôi. Đấy thì nên mua chẳng biết thế nào được. Trên này đấy thì bốn quả rồi. Đúng rồi, có hai quả. Còn uống nước không? Betty. Con nào đi? Bông bông à? Bông bông đúng không? À anh đang bế ra đây nè. Bông bế rồi em. Bảo em ơi đừng khóc nữa đi. Sợ quá mà xem mẹ bế nhá. Mẹ bế cho. Không à? Thế con dỗ em đi. Con dỗ em. Bông em. Bông em đi. Thôi để mẹ bế cho, em khóc quá nha. Mẹ bế nha. Nào con để thơm thơm đi. Ôi trời ơi. Ok. À không ạ, em khóc con. Để em khóc nhá. À, mẹ bế con, mẹ bế con. À mẹ bế con nào, bảo bỏ em ra mẹ bế con. Bỏ em ra mẹ bế. Mẹ bế con nhá. Mẹ bế con. À thôi. Cắt ngủ, cắt ngủ đấy. Bè. Sao con làm sao? Không mè nheo. Đứng đây mẹ xem. Không mè nheo. Bé đi đâu con? Bé con đi đâu? Ừ, cứ nằm đây. Thôi thổi thổi. Thôi đây đi, ra ngoài quẹ. Thôi đây đây. Dê nè. Dê. Khẽ thôi con. Dê nè. Hai nhau ôm nhau đây. Đây mà bướng đây. Thế mẹ mẹ lại kia nằm lên giường nằm đặt cốt nhớ nằm. Không, mẹ con chỉ để đấy. Thơm nhau ấy, thơm nhau. Thơm tay em ấy, thơm nhau, thơm tay em ấy. Thơm mặt ạ, chán à. Tốt. Thơm tay đi. Thơm tay. Thơm nước. Thơm cái tay này nè. Thơm cái tay này nè. Ba mở đây ra. Ừ thì ba muốn có đụng vào đó. Áo em. Áo em đẹp nhỉ. Ôm đẹp. Ôm để tay con đấy em. Con để tay bông bông em đi. Bông bông em đi. Bông bông em đi. Bông 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 bông. Em nói ngã tư được chứ nhỉ? Thơm tay ra đi, thơm tay em đi không? Thơm nó có thơm không? Nó cắn này, nó bổ vào mồm tay em này. Thằng này dại thế, nó cắn đứt tay này. Nó không cắn rồi. Cắn không ra được. Nó không cắn. Khẽ thôi con, em dậy. Đang, như này. Ủa, láo.